Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục đến với chương trình giúp các bạn luyện thi TOEIC hiệu quả chỉ với 10 phút mỗi ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bức tranh số 3 trong đề thi số 6 để tiếp tục luyện thi TOEIC với phần 1 mô tả tranh. Và hãy nhìn lên trên màn hình, đây là bức tranh số 3. Khi đi thi các bạn sẽ nhìn thấy những bức tranh giống như thế này và các bạn sẽ được nghe các đáp án mô tả, 4 đáp án. Và việc của các bạn là nghe hiểu và chọn ra đáp án đúng để mô tả chính xác nhất về bức tranh. Và làm thế nào để có thể làm phần này hiệu quả thì chúng ta hãy cùng học kỹ năng làm đề thông qua bức tranh số 3 này nhé. Và khi các bạn nhìn vào bức tranh này, các bạn hãy nhớ là phần 1 không có mẹo. Các bạn nhìn thấy trực quan nhất điều gì thì bức tranh sẽ mô tả về điều đó. Mình thấy hình như bối cảnh đây là trong một nhà hàng, restaurant. Từ đó sẽ hiện lên trong đầu của mình luôn, từ chỉ nhà hàng, restaurant. Và đây hình như có một người đàn ông là khách hàng. Khách hàng thì người ta có thể dùng là customer để mô tả trong trường hợp này. Và hình như là ông này đang gọi một cái gì đấy để ăn hoặc để uống. Nên trong đầu mình sẽ hình dung ra từ gọi món, gọi đồ là order. Và người đàn ông thì đang gọi món thì có thể là a man is ordering something to eat. Nghĩa là gọi cái gì đấy để ăn. Và ngoài ra thì trong lúc gọi nha thì người đàn ông sẽ phải nói chuyện với một cái cô đứng ở bên cạnh mình. Dự đoán cô này thì người ta có thể dùng từ mô tả là waitress, là ý chỉ người bồi bàn là nữ, hoặc là từ server, serve là phục vụ, server là người phục vụ. Và người đàn ông này thì đang nói với cô ấy, đang gọi món. Thì ngoài từ order thì người ta có thể mô tả dùng từ talk ở đây. Có thể là the man is talking to the woman, hoặc là the man is talking to a waitress, hoặc là the server trong cái trường hợp này. Thì đó là một số cái dự đoán và một số từ vựng xuất hiện trong đầu của mình. Và để biết chính xác đáp án là gì thì chúng ta cùng nghe lại lần lượt 4 đáp án ABCD và chọn ra đáp án đúng, cũng như học thêm từ vựng và ngữ pháp nhé. Và đầu tiên là đáp án A trong bài. A. The woman is carrying some food. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là the woman is carrying some food, là người phụ nữ đang bê một số đồ ăn. Nhưng mình không thấy cô ấy đang bê cái gì cả, và hình như cô ấy chỉ đang ghi chép xem người đàn ông kia gọi món gì. Nên đây không phải là đáp án đúng, mình sẽ loại. Nhưng các bạn hãy nhớ các từ vựng ở đây để chuẩn bị từ vựng cho những đề thi tiếp theo. Có động từ chính, động từ mang, vác, bưng, bê ở đây được dùng là carry. Say it again. Carry. Được dùng ở dạng tiếp diễn carrying. Again. Carrying. Một số, một ít thức ăn. Some food. Again, some food. Và cả câu của chúng ta là the woman is carrying some food. Đây không phải là đáp án đúng, nhưng các bạn tập nói theo cùng mình để cải thiện khả năng nói cũng như chuẩn bị cho những đề thi tiếp theo nhé. Say it again. The woman is carrying some food. Very good. Và tiếp tục đáp án B mà các bạn được nghe trong bài. B. The woman is wiping off a table. Câu vừa rồi là the woman is wiping off a table. Người phụ nữ đang lau một cái bàn. Nhưng mình không thấy cô ấy đang lau cái bàn nào cả, nên mình loại các bạn này. Nhưng các bạn hãy nhớ động từ lau trong tiếng Anh là wipe. Và khi lau sạch cái gì khỏi một cái bề mặt thì các bạn có thể dùng thêm giới từ off ở đằng sau. Và cái bàn thì là table. Cả câu của chúng ta là the woman is wiping off a table. Động từ wipe, động từ lau được dùng rất nhiều và rất phổ biến trong đề thi, nên các bạn hãy ghi nhớ nhé. Và mình cùng nói lại câu này để ôn tập lại. The woman is wiping off her table. Say it again. The woman is wiping off her table. Very good. Và bây giờ chúng ta cùng nghe tiếp đáp án C để tìm ra đáp án đúng nhé. C. The man is talking to a server. Và câu vừa rồi các bạn được nghe là the man is talking to a server. Là người đàn ông đang nói chuyện với một người phục vụ. Và chính xác là những gì diễn ra trong bức hình, mình thấy một người đàn ông đang gọi món hay là gọi đồ gì đó với một người phục vụ. Nên đây là đáp án đúng mà mình sẽ chọn luôn. Và các bạn hãy nhớ động từ chính ở đây được dùng là động từ talk, động từ nói ạ, và được dùng ở dạng ing là talking, dạng tiếp diễn. Tiếp theo người phục vụ ở đây thì được dùng là server. Từ đây xuất phát từ động từ phục vụ serve và chuyển dạng về dạng chỉ người, server. Cả câu là the man is talking to a server. Very good. Các bạn ghi nhớ động từ chính và cách người ta mô tả bức tranh để luyện kỹ năng làm đề và mình có khả năng dự đoán cho những bức tranh tiếp theo nhé. Say it again. The man is talking to a server. Very good. Và khi đáp án C đã là đáp án đúng thì D chắc chắn sẽ là đáp án sai. Nhưng mà chúng ta vẫn nghe lại và học để chuẩn bị cho những đề thi tiếp theo nhé. D. The man is picking up some silverware. Câu vừa
rồi mà các bạn được nghe là The man is picking up some silverware. Là người đàn ông đang cầm một số dụng cụ ăn bằng bạc lên. Tuy nhiên ở đây thì mình mới thấy người đàn ông đang gọi món thôi, chứ anh chưa cầm cái gì lên cả. Nên đây không phải đáp án đúng, mình sẽ loại. Tuy nhiên cụm từ chính cầm cái gì lên, nhấc cái gì lên, pick up, thì các bạn cần nhớ vì cụm này dùng rất nhiều. Và cái cụm từ pick up ngoài là cầm cái gì lên, nếu các bạn dùng là pick somebody up còn có nghĩa là đón một ai đó nữa. Tuy nhiên trong trường hợp này là cầm nhấc cái gì đó lên. Và đây thì có một từ mới chỉ các dụng cụ ăn bằng bạc, đó là silverware. Các bạn nhớ nhé, silver là chỉ bạc và silverware là chỉ các dụng cụ ăn bằng bạc. Và đây thì dùng cả cụm là some silverware, chỉ một vài cái dụng cụ ăn bằng bạc. Cả câu là the man is picking up some silverware. Again, the man is picking up some silverware. Very good. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. The woman is carrying some food. B. The woman is wiping off a table. C. The man is talking to a server. D. The man is picking up some silverware. Vừa rồi thì các bạn đã cùng mình xem lại và nghe lại cả 4 đáp án cho bức tranh số 3 trong đề thi số 6. Và chắc hẳn là các bạn lại có thêm các từ vựng mới để cảm thấy tự tin hơn cho phần thi đề thi TOEIC số 1 rồi. Và để giúp các bạn tốt hơn thì mình đã gắn phía bên dưới các tài liệu kèm theo bài giảng để các bạn lấy làm tài liệu học cũng như tài liệu ôn thi giảng dạy cho học sinh của mình. Và nếu xem chương trình này thấy hay thì hãy nhớ ấn nút đăng ký và ấn nút quả chuông để theo dõi và nhận những thông báo mới nhất về những bài giảng tiếp theo của mình để giúp các bạn ôn thi TOEIC hiệu quả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài phân tích tiếp theo. Goodbye, see you next time.